nguyên tắc 3A Hành động, quan điểm và môi trường là ba yếu tố có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn và những người xung quanh. Ba từ này chính là thông điệp mà người đồng sáng lập Amway, Ngài Rich DeVos, đã truyền tải trong buổi hội nghị dành cho nhà phân phối quốc tế của Amway, tổ chức tại Ada, Michigan. Ông trích dẫn lời của hai diễn giả Paul Collins và Paul Cole về việc mọi người đã thay đổi như thế nào từ khi chú ý tới nguyên tắc 3A Action, Hành động, Attitude, Quan điểm, Atmosphere, Môi trường Ông chia sẻ như sau Paul Collins đã nói về nghệ thuật to Paul Collins thì nói về việc giữ chữ tính trong kinh doanh Và thực sự có rất nhiều điều để nói về hai quý ông này Lúc đầu, Paul Collins là một người hoài nghi Ông không chỉ không tin chúng tôi mà còn không tin vào khái niệm kinh doanh tự do nhưng giờ đây ông lại rất tán thành và ủng hộ cho ý tưởng này còn paul collins là một họa sĩ da màu ông từng lên tiếng về sự bất công không chỉ ở mỹ mà còn ở khắp nơi trên thế giới giờ đây paul collins là tín đồ của khái niệm tự do và kinh doanh tự do tất nhiên đây là vấn đề mà họ có thể trình bày thật dễ dàng bởi vì họ đã vượt qua những khó khăn thử thách để trở thành những người thành công như hôm nay. Những người thành công thường nói rất suôn sẻ, trơn tru về những khó khăn mà họ đã vượt qua. Nhưng tôi biết, có hàng triệu người không tin vào điều đó. Dĩ nhiên, đó chính là thách thức lớn nhất của chúng ta. Làm thế nào để truyền cho họ niềm tin? Không chỉ niềm tin đối với công việc kinh doanh cùng Amway, mà còn là tin vào chính bản thân họ. Đó là cốt lõi của những việc bạn làm và cố gắng làm đó cũng là sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng họ thành công tại Amway và các bạn chính là minh chứng rõ ràng của sự thành công. Các bạn cũng giống như Paul và nhiều người khác, luôn phải nỗ lực về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi thế giới vẫn còn nhiều bất công và chênh lệch giàu nghèo vẫn còn quá lớn. Chúng tôi rút ngắn khoảng cách giữa các nhóm và điều đó không có nghĩa là chúng ta luôn hiểu nhau, đồng ý với nhau hoặc suy nghĩ xem nên thực hiện theo cách của tôi hay của bạn nhưng tôi chắc rằng có rất nhiều cách để chúng ta thực hiện chúng tôi quan tâm đến việc rút ngắn khoảng cách giàu nghèo để hàng triệu người biết rằng họ không giàu vì họ không muốn phấn đấu trở thành người giàu họ mua bộ khởi động và không bao giờ động đến nó nhưng ít ra họ không thể nói rằng mình không có cơ hội nhưng chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào mỗi bạn sẽ có cách làm riêng của mình bạn làm thế nào để mọi người đồng ý tham gia các buổi hội thảo và lắng nghe bạn nói bạn hẹn gặp họ như thế nào bạn sẽ có cách để làm được những điều đó và bạn biết điều đó rõ hơn tôi tuy nhiên mục tiêu của chúng tôi là làm cho mọi người đưa ra những quyết định tốt cho họ và cho cuộc sống của chính họ nếu chúng tôi có cách chúng tôi sẽ nói với họ bạn hãy đăng ký vào đơn này nhé tìm kiếm khách hàng mời tất cả bạn bè của bạn đến đây và chúng tôi sẽ nói với họ về Amway. Chúng ta sẽ đăng ký cho họ và khiến họ đăng ký. Đó là sức mạnh kỳ diệu nhưng chúng ta không sở hữu được nó. Chúng ta tìm cách đơn giản nhất, có phải vậy không? Chúng ta tìm cách mang hàng trăm người đến đây chứ không phải chỉ một hai người. Điều tôi thật sự muốn nói, cũng là điều Paul đã chia sẻ với các bạn, đó chính là nguyên tắc 3A. Nguyên tắc đầu tiên là action, tức hành động hoặc quyết định thứ hai là attitude nghĩa là quan điểm thái độ và thứ ba là atmosphere tức môi trường hoặc là không khí không gian sống xung quanh chúng ta những thứ chúng ta hít vào và thở ra đó chính là không khí chúng ta ngước lên bầu trời và thấy không gian bao la bây giờ tôi sẽ đưa các bạn trở về quá khứ mục tiêu của chúng ta chắc chắn là hành động chúng ta muốn mọi người đăng ký tham gia có nhiều khách hàng bán được sản phẩm bảo trợ nhiều người và rồi khi đó chúng ta bắt đầu muốn ra lệnh hoặc sai khiến đó là những hành động mà chúng ta đang tìm kiếm đó là mục tiêu cơ bản chúng ta muốn đúng không khi quan sát cuộc sống đang diễn ra tôi đã nghiệm ra rằng không thể đòi hỏi những hành động như vậy đương nhiên tôi cũng không thể yêu cầu bạn làm như thế tôi có thể nói cho bạn nghe những điều tôi ao ước tôi có thể nói cho bạn biết những điều tôi muốn bạn làm nhưng tôi không có quyền yêu cầu bạn làm việc này hay việc kia Bạn có thể về nhà để làm bất cứ điều gì bạn muốn Có thể cách làm của bạn tốt hơn cách của tôi Đúng đắn, chuẩn mực Nhưng nếu đây là cách của bạn Và cách làm đó hiệu quả Thì hãy làm theo ý bạn Không có lý do gì bạn phải làm theo cách của tôi Bởi mục tiêu của tôi là giúp bạn làm những việc có lợi cho bạn Helen và tôi có bốn người con từ lúc các con tôi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành tôi chỉ biết nói với các con rằng con phải làm cái này con phải làm cái kia khi ấy tôi có thể đạt được mục đích của mình nhưng khi chúng bước sang tuổi thanh thiếu niên thì bạn hãy quên chuyện đó đi bạn không thể yêu cầu bọn trẻ làm bất cứ điều gì bạn chỉ có thể cầu mong chúng làm những điều tốt đó cũng là chân lý trong kinh doanh các bạn ở trong một tổ chức với hàng trăm hàng ngàn người và bạn sẽ cảm thấy mình vô tích sự khi không thể buộc người khác hành động theo ý mình câu nói độc tài kiểu như các bạn phải làm việc này các bạn phải làm việc kia chính là câu nói chống lại ước mơ bình thường của con người là được tôn trọng và tự quyết định cuộc sống của họ do vậy hãy hành động và chấp nhận rằng bạn không có quyền hạn gì cả nhưng nếu chúng ta không làm như vậy chúng ta hoàn thành công việc bằng cách nào Chúng tôi áp dụng điều thứ hai của nguyên tắc 3A Đó là quan điểm Chúng tôi nắm bắt được quan điểm của họ Bạn đưa cho họ những cuốn sách băng đĩa để tham khảo Bạn mời họ đến buổi họp Đích thân bạn nói chuyện về thái độ lạc quan Và cố gắng duy trì suy nghĩ Chúng ta tuyệt nhất Em quê thật tuyệt vời Nhóm chúng ta thật xuất sắc Đó là điều tốt Không có gì sai khi bạn khuyến khích Động viên đội nhóm của mình làm việc Khi bạn làm người khác thất vọng thì đó mới là vấn đề đáng nói hãy hiểu điều đó bạn làm như thế để họ có quan điểm chúng ta là người lương thiện chúng ta làm những điều đúng đắn và làm được bất cứ việc gì chúng ta có thể chinh phục cả thế giới đó là thái độ tích cực mà bạn cố gắng truyền đạt cho những người này để giúp họ tự tin họ là ai họ có ý nghĩa như thế nào với mọi người và họ hoàn toàn có khả năng hoàn thành công việc quan điểm tích cực là như thế nhưng tôi không áp đặt quan điểm của tôi lên bạn. Tôi không thể lên lớp bạn theo kiểu bạn hãy suy nghĩ tích cực về Amway và người đó sẽ trả lời lại, tôi sẽ nghĩ theo cách mà tôi muốn. Tôi không thể ép bạn suy nghĩ tích cực về quê, Tôi chỉ có thể nói là bạn nên như thế này, bạn cần như thế kia hoặc tôi hy vọng bạn sẽ làm như thế, chỉ vậy thôi. Tôi đã thử áp dụng điều này với bọn trẻ. Tôi không thể nói với Dick, con trai tôi rằng con hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp về người cha của con con sẽ luôn nghĩ ông ấy là một người tuyệt vời nhưng con tôi biết quá nhiều thứ khi trưởng thành con tôi nghĩ về những điều này và sẽ hiểu không phải lúc nào tôi cũng tốt hoặc kiên định vì thế quan điểm của con trai tôi rốt cuộc là tạo ra ý nghĩ của riêng mình bạn cũng thế những người khác cũng thế một số người có thiện chí với bạn có người thì không có người thì bình thường cũng có người nghĩ bạn có thể làm những điều phi thường. Chỉ có bạn và tôi là biết chúng ta không thể, nhưng cũng có nhiều người cảm nhận theo cách đó. Họ có quan điểm tốt, chúng ta cũng muốn thế, đúng không? Chúng ta muốn mọi người nghĩ tốt về chúng ta, nhưng thực tế là chúng ta không thể yêu cầu họ nghĩ tốt về mình nếu hành động được coi là kết quả của quan điểm. Quan điểm chúng ta như thế nào sẽ quyết định những việc chúng ta sẽ làm sau đó. Nếu chúng ta có quan điểm tốt với chính mình và với doanh nghiệp của mình, chúng ta sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi khi nói chuyện với mọi người về việc gia nhập Amway. Nếu có vấn đề gì với Amway, chúng ta sẽ nói Amway rất tốt. Lúc chúng ta gặp gỡ và nói với mọi người, chúng ta sợ họ nhìn thấy điểm yếu của mình. Vì thế chúng ta không dám ra ngoài nói chuyện với mọi người, chúng ta chỉ ở nhà. Đó là do quan điểm của chúng ta có vấn đề một nguyên tắc còn lại đó là môi trường môi trường là điều chúng ta có thể kiểm soát được khi bạn hiểu đây là môi trường bạn đừng nhồi nhét quan điểm của bạn vào đầu người khác đừng bắt họ hành động theo ý của mình vì dẫu sao bạn cũng không thể và hãy làm những việc mà bạn đã làm bạn làm việc trong một môi trường tích cực khi mọi người vào phòng bạn nhà bạn công ty bạn họ sẽ cảm nhận được môi trường đó môi trường sẽ cho họ quan điểm khiến họ biết phải hành động như thế nào tôi tin chắc đây là điều cốt lõi, ít nhất là trong thế giới tự do tự nguyện giống nơi chúng ta sống mọi người có thể rời khỏi đây đến nơi họ muốn làm những việc họ muốn tham dự hoặc vắng mặt trong các buổi họp không sợ các hình phạt tất cả những gì chúng ta có thể làm là tạo ra môi trường tích cực vậy chúng ta nên làm gì để tạo ra môi trường tích cực đó chúng ta xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau và không thể lựa chọn được nơi mình sinh ra và lớn lên có người lớn lên trong môi trường tốt cũng có người lớn lên trong môi trường không thuận lợi tôi nghĩ môi trường cũng như không khí mà chúng ta hít vào và thở ra vì thế tùy thời điểm mà tôi nên hít vào hay thở ra nhưng nếu tôi đang ở trong một căn phòng đầy khói thuốc nếu tôi hít vào không khí độc hại tôi có thể bị ho có thể bị ung thư bệnh phổi hoặc bệnh tim Tất cả những căn bệnh đó là hậu quả trực tiếp do khói thuốc gây ra. Đó là một phần của môi trường chúng ta đang sống. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của mỗi người xung quanh chúng ta có thể định hình quan điểm cơ bản, tạo ra những kiểu người khác nhau và cả những quyết định mà chúng ta đưa ra. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Khi còn nhỏ, tôi sống trên tầng áp mái trong ngôi nhà của ông bà vì cha mẹ tôi không có tiền để mua nhà riêng. Tôi lớn lên trong căn nhà ợp ẹp điều này không quan trọng vì thời điểm này nhiều người cũng có cuộc sống khó khăn như vậy nhưng thực tế là hoàn cảnh nghèo khó không ảnh hưởng đến không khí mà tôi đang thở vì không khí trong nhà tôi lúc nào cũng đầy ấp những câu nói con có thể làm tốt hơn thế thời điểm tốt nhất đã đến và chúng ta cùng tiến về phía trước cha mẹ và ông bà luôn nói với tôi như thế ông bà tôi chuyển đến đây với hai bàn tay trắng vì thế họ biết tôi có thể làm được mọi thứ nếu như tôi sẵn lòng làm việc chăm chỉ. Các bạn cũng có những hoàn cảnh tương tự. Nếu nhìn lại, bạn sẽ thấy những gì bạn đạt được là cả một quá trình tin tưởng vào chính bản thân mình. Trong tổ chức của mình, chúng tôi làm việc với nhiều người xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi tự hỏi, tại sao một số người không thể tham gia công việc này? Họ kém may mắn khi bị cha mẹ bỏ mặt hay phải thường xuyên nghe cha mẹ nói những câu đại loại như con tệ lắm, con sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì ra hồn đâu và tất cả những điều này cản trở khả năng tự nhận thức năng lực của họ từ rất sớm nhiều người trong khán phòng này đến từ nơi có môi trường tốt vì thế hơi khó khăn khi thích nghi với người khác nhưng mục tiêu của chúng tôi là như thế nếu họ sinh trưởng trong môi trường không tốt chúng ta sẽ đem đến cho họ bầu không khí trong lành đầu tiên trong cuộc sống của họ và bạn sẽ tạo ra một sự thay đổi rất lớn Bỗng dưng họ được sánh bước cùng bạn và tận hưởng không khí trong lành. Bạn chính là người đã mở ra trong họ một thế giới tuyệt vời. Bạn không thể làm sạch không khí mà họ đã hít thở trong suốt 20 hay 30 năm khi chỉ gặp họ một lần. Sẽ có lúc bạn trở nên thiếu kiên nhẫn với mọi người và tự nhủ, chúng tôi không hiểu tại sao họ không hiểu. Họ làm sao vậy? Tại sao họ không làm theo những điều mà chúng tôi đã nói với họ? Vấn đề là họ không có đủ không khí trong lành để thở. Vì vậy, bạn phải hiểu rằng để tạo ra điều kỳ diệu, việc bạn phải làm hàng ngày là bơm không khí sạch vào những người mà lá phổi của họ không còn hoạt động tốt. Vì thế mà bạn yêu quý và động viên họ. Bạn làm điều đó như thế nào? Gia đình tôi không khá giả, nhưng tôi rất lạc quan. Nhiều người đã có quan điểm tích cực như thế khi còn ngồi ghế nhà trường. Tôi được học ở trường Cơ đốc giáo. Đây là một môi trường rất tốt bạn không thể kiểm soát được những điều tôi nói nhưng ngay lúc này bạn bắt đầu kiểm soát được ít nhất là với tôi thầy giáo của tôi đã viết vài dòng vào cuốn kỷ yếu những dòng chữ của thầy như một luồng gió mát thổi vào cuộc đời tôi tôi không phải là một học sinh giỏi tôi đã đăng ký học một khóa tiếng latin tôi học một học kỳ tiếng latin và thi đậu vì tôi không muốn phải học lại tuy nhiên điểm của tôi rất tệ thầy giáo nói nếu em không học lại thầy sẽ cho em đậu nhưng đừng quay lại đây vì em sẽ không bao giờ tiến bộ được tôi không phải là một học sinh giỏi nhưng ở giữa cuốn kỷ yếu thầy đã viết vào đó một câu có năng lực lãnh đạo câu đó rất hay những giáo viên mà bạn đánh giá cao thường viết những câu như thế cho những học sinh không giỏi tôi tin em điều này thực sự tạo nên sự thay đổi lớn tôi là một học sinh nghèo và không học giỏi những đứa trẻ học giỏi là những đứa trẻ luôn đạt điểm A trong trường. Họ sẽ vào được đại học và dần được phân chia thành các nhóm nhỏ. Nhiều người sẽ tốt nghiệp và tìm được việc làm ở một nơi nào đó. Họ là những người thông minh xuất sắc. Họ chỉ có một đích đến. Họ chuyển đến môi trường trong lành. Còn chúng ta vẫn hít thở không khí ô nhiễm và lấy hoay tìm cách thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Mọi người đến từ nhiều nơi, không phải tất cả đều may mắn, nhiều người trong số họ được sinh ra trong môi trường tốt nhưng có thể sẽ sống trong môi trường không thuận lợi khi họ bước vào cuộc sống thực tế. Tuy nhiên, điều cốt lõi là đây. Có những câu nói đã giúp tôi mở mang trí óc, lấy lại tinh thần. Tôi đã gặp lại người thầy giáo ấy trong một buổi họp lớp sau 40 năm. Khi ấy, tôi đã nói với thầy: Thưa thầy Greenwood, cách đây 40 năm, thầy đã viết vào cuốn kỷ yếu của em, thầy biết không? những dòng chữ đó rất quan trọng với em thầy còn nhớ thầy đã viết gì không ạ à? thầy vẫn nhớ em không cần nhắc lại đâu rồi thầy đã nhắc lại những dòng chữ ấy thầy giáo của tôi có cả trăm cả ngàn học sinh nhưng thầy vẫn còn nhớ về những điều thầy đã viết có lẽ thầy đã viết những câu chữ ấy vào kỷ yếu của tất cả học sinh tôi không chắc lắm có thể lắm chứ nhưng điều đó thì có gì quan trọng vấn đề cốt lõi là điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi và chính bạn cũng có thể tạo ra điều kỳ diệu này với người khác bạn có thể cho họ biết rằng bạn tin họ bạn quý mến họ bạn tự hào về họ và họ có thể làm được có thể bạn nghĩ đó chỉ là câu nói đơn thuần nhưng chúng rất dễ hiểu và được mọi người ghi nhớ trong cuộc sống đây không phải là điều lớn lao chỉ là những câu nói đơn giản để bạn mang hy vọng đến cho những người đã từ bỏ hy vọng và giúp họ thay đổi cuộc sống khi đã tham gia vào ngành kinh doanh này bạn sẽ thấy khi bạn trao những băng đĩa ghi âm ghi hình cho những người trong hệ thống của bạn bạn không chỉ làm có vậy mà bạn đã mở ra trước mắt họ một luồng không khí mới một môi trường mới một thế giới mới nói như vậy không có nghĩa là bạn phải tập hợp băng đĩa hình ảnh ngay lập tức lấy bất cứ băng đĩa nào có trên giá sách nhà bạn tôi không nói về băng đĩa hình ảnh đơn thuần mà nói về trách nhiệm của bạn khi muốn trình chiếu một đoạn phim hình ảnh nào bạn phải hiểu rõ tác động của nó lên mọi người làm được điều đó phim ảnh sẽ giúp bạn tạo ra một môi trường tích cực những phim ảnh tốt có thể nâng tinh thần của mọi người lên nếu không tốt nó sẽ gây khó khăn cho bạn đôi khi bạn phải xác định được vấn đề mình đang vướng mắt vì có lúc bạn sẽ gặp khó khăn khi ở trong môi trường xấu và tốt hơn hết là bạn hãy tạo ra môi trường tốt ngay tại đó đó là cách giao tiếp tuyệt vời. Hãy dùng đúng cách và phải biết cân bằng. Người ta sợ phải tham gia những buổi hội thảo mà chỉ nói về những điều gì sai hay tiêu cực. Hay buổi hội thảo đó chỉ đề cập đến quan điểm về cuộc sống của người diễn thuyết mà không có mối liên hệ nào đến cơ hội kinh doanh cùng AMWAY. Như vậy là bạn đã tạo ra một chuỗi các môi trường không tốt, thổi vào họ những luồng không khí tiêu cực và họ không bao giờ quay lại nữa nhưng tùy vào mỗi người, mỗi sự kiện, mỗi buổi hội họp, mỗi cuốn băng, cuốn sách, mỗi câu nói mà bạn nói sẽ tạo ra môi trường thuận lợi hoặc không thuận lợi. Họ có thể từ chối gia nhập Amway chỉ vì không thích bạn. Từ đó, mỗi câu nói của bạn sẽ tạo ra mối nghi ngờ lan truyền và từ đó, hệ thống kinh doanh của chúng ta sẽ trở nên đáng ngờ và không bền vững. Tôi hiểu tất cả những việc bạn làm đều rất tuyệt vời. Và với tư cách một công ty, chúng tôi cố gắng tạo ra môi trường thuận lợi cho bạn. Kể cả khi ngồi trên máy bay, tôi cũng nghĩ, chúng ta sẽ làm gì hôm nay để tạo ra môi trường thuận lợi cho công việc kinh doanh này? Mời bạn cùng tôi điểm qua 50 lý do tại sao bạn nên tham gia Amway. Điều thứ nhất, bạn tự làm chủ doanh nghiệp của mình. Điều thứ hai, vốn khởi nghiệp thấp. Tôi nói điều này với những người muốn làm chủ công việc kinh doanh của chính mình có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tham gia Amway Điều thứ ba Thu nhập tiềm năng không giới hạn Vị trí không giới hạn Trong khi hầu hết công việc bạn đã làm Đều có một mức lương kịch trần cố định Điều thứ tư Công việc kinh doanh này mang tính gia đình Các thành viên trong gia đình bạn Có thể làm việc cùng nhau Thay vì mỗi người làm một công việc khác nhau Điều thứ năm Bạn không cần từ bỏ công việc hiện tại mà có thể bắt đầu làm bán thời gian với Amway. Khi bạn bị bệnh, chúng tôi vẫn đảm bảo thu nhập cho bạn. Nếu bạn kinh doanh với một công ty uy tín như Amway, bạn có thể dành dụm tiền chỉ trong một năm. Chúng tôi không ép buộc bạn theo kiểu, bạn đã lớn tuổi rồi. Để cắt giảm tiền của bạn, chúng tôi không hủy bỏ vai trò phân phối của bạn nếu bạn qua đời. Bạn có thể chuyển nhượng lại cho người thừa kế theo tôi biết, không có doanh nghiệp nào trên thế giới tự động chuyển nhượng công việc kinh doanh và thu nhập tiềm năng cho con bạn. Ở Amway, mọi người đều có cơ hội như nhau. Điều thứ 10, sự công nhận, danh hiệu, tưởng thưởng, hình ảnh trên tạp chí, cơ hội công bằng không phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Chúng tôi không phân biệt tôn giáo, hoàn cảnh gia đình, màu da hay trình độ học vấn. Điều thứ 11, mọi người đều có cơ hội bán hàng điều thứ mười hai mọi người đều có cơ hội được bảo trợ cơ hội lãnh đạo hoặc cả hai điều thứ mười ba những dòng sản phẩm với chất lượng vượt trội bạn có trong tay mỹ phẩm sản phẩm chăm sóc sức khỏe sản phẩm chăm sóc đồ gia dụng bạn biết đấy jay và tôi bắt đầu kinh doanh chỉ với một sản phẩm một mặt hàng còn bạn có cơ hội để bán tất cả các sản phẩm điều thứ mười bốn chúng tôi có trung tâm kiểm tra chất lượng trải nghiệm và minh họa sản phẩm nếu không hài lòng với sản phẩm bạn có thể đến trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi đó là những ưu đãi khi làm việc trong một tổ chức như thế những cơ hội quốc tế cơ hội về những phương thức kiếm tiền khác nhau trong ngành kinh doanh này không phải chỉ có một hoặc hai cách bạn kiếm tiền bằng cách bán hàng bảo trợ mở rộng mạng lưới các mối quan hệ rộng bạn có thể chọn cách nào bạn muốn có nhiều cách kiếm tiền khác nhau có nhiều cách thanh toán và cách làm việc khác nhau. Chúng tôi có những nhóm người giàu kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp. Họ bắt đầu từ gian khó và vươn lên được đến vị trí cao. Vì thế, họ đủ khả năng điều hành đội nhóm của họ. Điều thứ 19. Chúng tôi không đòi hỏi trình độ học vấn. Điều thứ 20. Không quy định tuổi nghỉ hưu, trong khi những công việc khác buộc bạn phải nghỉ hưu khi đến tuổi bạn sẽ không bao giờ bị sa thải và từ chối trong ngành kinh doanh này. Bạn có thể làm việc đến khi nào bạn muốn. Phụ nữ và nam giới đều được trả lương như nhau. Hầu hết những công việc trên thế giới, nam giới được trả tiền nhiều hơn phụ nữ. Khi tham gia vào ngành kinh doanh này, bạn sẽ thấy mọi người đều có cơ hội ngang nhau. Điều thứ 22: Những khóa huấn luyện dành cho mọi người. Điều thứ 23: Vợ chồng bạn có thể làm việc cùng nhau điều thứ hai mươi bốn bạn có thể đi du lịch khi nào bạn muốn không cần phụ thuộc vào công ty hay cấp trên. điều thứ hai mươi lăm không giới hạn về thời gian không ai bắt bạn làm việc nếu bạn muốn làm việc buổi tối và đi đá bóng vào buổi sáng hãy cứ làm theo ý bạn bạn có thể làm chủ thời gian của mình. điều thứ hai mươi sáu yếu tố tình cảm đó là điều thu hút trong công việc kinh doanh cùng amway đối với nhiều người đây là mối quan hệ tình cảm đầu tiên mà họ có được trong cuộc sống bên cạnh hôn nhân. Họ nhận ra nhiều người yêu quý họ và quan tâm đến họ. Họ vẫn tiếp tục tham gia công việc này vì yếu tố tình cảm. Họ không làm gì trong ngành kinh doanh này nhưng họ thích ở bên cạnh bạn vì bạn tạo ra môi trường thuận lợi và bạn quý mến họ. Điều thứ 27. Đây là hệ thống kinh doanh sử dụng tiền mặt. Một khi đã mạo hiểm với những khoản tín dụng các bạn đã thấy điều đó hiệu quả ra sao và bạn phải trở về với việc kinh doanh tiền mặt. Có vẻ như điều này không quan trọng lắm cho tới khi bạn nhìn thấy hầu hết những doanh nghiệp khác trên thế giới, họ chi tiêu hầu hết số tiền vào việc vay mượn bởi vì họ không có sẵn tiền mặt ở nhà. Điều này rất nguy hiểm. Điều thứ 28. Không giới hạn về mặt địa lý. Bạn không chỉ kinh doanh tại vùng này hay vùng kia mà có thể hoạt động trên toàn quốc và ở những quốc gia và vùng lãnh thổ mà Amway có hoạt động kinh doanh. Điều thứ 29. Bạn có thể khám phá cả thế giới khi kinh doanh cùng Amway. Điều thứ 30. Mối quan hệ với chính phủ và bộ máy hỗ trợ của chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp của bạn tiếp tục hoạt động và phát triển. Điều thứ 31. Chúng tôi có các cơ sở nghiên cứu và phát triển luôn hỗ trợ cho bạn. Chúng tôi không ngừng cho ra đời các sản phẩm mới và chất lượng Điều thứ ba mươi hai Amway có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn Điều thứ ba mươi ba Hỗ trợ về luật pháp Chúng tôi cộng tác với các luật sư giỏi Và cam kết duy trì hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp Điều thứ ba mươi bốn Sự thỏa thuận giữa đôi bên Amway thường xuyên có các buổi hội hợp, hội thảo Nơi các bạn và chúng tôi có thể cùng nhau trao đổi, thảo luận về công việc Điều thứ ba mươi lăm Tự do chọn lựa, kinh doanh tự do Điều thứ 36 Công ty với khả năng tài chính vững mạnh Có thể đứng vững trong những thời điểm bất lợi Và có phương tiện để vượt qua những khó khăn Vì vậy, công ty thừa khả năng chi trả tiền hoa hồng trong các tháng Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân viên quản lý thành thạo Được đào tạo chuyên nghiệp, giao kinh nghiệm ở khắp nơi trên thế giới Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong ngành bán hàng trực tiếp Điều thứ 38. Chúng tôi không bao giờ hủy bỏ hay gián đoạn những việc trong khả năng của mình khi cung cấp sản phẩm cho bạn. Chúng tôi không bao giờ đóng cửa công ty vì đình công, nghĩa là chúng tôi tạo ra công ăn việc làm tốt cho nhân viên của chúng tôi cũng như các bạn, đó là những điểm đặc biệt. Điều thứ 39. Cách thức quảng cáo khác giao. Quảng cáo trong kinh doanh của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách gián tiếp, nhưng điều này sẽ không làm thay đổi hoạt động kinh doanh của bạn. Chúng tôi quảng cáo ở mức độ vừa phải. Điều này có thể không làm cho doanh số của bạn tăng, nhưng chắc chắn làm cho những nhà phân phối của bạn cảm thấy tin tưởng và có động lực hơn. Việc này tạo ra môi trường thuận lợi cho các bạn. Điều thứ 40, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng. Điều thứ 41, chúng tôi luôn quan tâm chu đáo đến cộng đồng. Các bạn hỗ trợ tiền bạc, thời gian và công sức để góp phần giúp cho đất nước của bạn, thành phố của bạn cộng đồng của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Và nhân viên Amway, những nhà phân phối của Amway cũng vậy. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Điều thứ 42. Khi bạn tham gia Amway, bạn được ở bên cạnh những người tích cực, người tiêu cực sẽ không tồn tại được lâu trong ngành kinh doanh này. Do đó, bạn đang tham gia vào môi trường rất phù hợp. Điều thứ 43. Những chương trình phát triển bản thân mà bạn giới thiệu cho mọi người bạn dạy họ cách nói chuyện Cách đứng vững trên đôi chân của chính mình Hòa mình vào cuộc sống Suy nghĩ tích cực hơn Điều thứ 44 Bạn có thể mua sản phẩm với giá sỉ Điều đó thật thú vị phải không? Điều thứ 45 Bạn giúp bạn bè của bạn Những người từng phàn nàn Và than vãn với bạn Giờ đây chúng ta có câu trả lời cho họ Chúng tôi có thể chia sẻ với họ Cách bán hàng Và khiến họ ngừng than vãn điều thứ bốn mươi sáu bạn cũng có thể giúp đối thủ của bạn để họ tự giúp chính mình điều thứ bốn mươi bảy bạn tìm thấy niềm vui trong công việc kinh doanh này bạn không cần phải đi làm như trước kia không phải chịu đựng người cấp trên mà bạn không thích bạn dồn hết tâm trí vào công việc và điều đó có thể làm bạn vui khiến bạn tiếp tục làm việc điều thứ bốn mươi tám yếu tố tự do và doanh nghiệp tự do thu hút bạn Điều thứ 49, bạn được tưởng thưởng xứng đáng cho những thành quả của mình. Thật tuyệt vời khi tham gia vào mô hình kinh doanh này. Và điều thứ 50, chính là bạn. Bạn chính là lý do khiến Amway tồn tại. Tôi nói với mọi người về những lý do khiến họ nên tham gia vào Amway là đừng tham gia nếu bạn không sẵn lòng để làm việc. Đó là môi trường, quan điểm và hành động. Tôi hoan nghênh và chào đón bạn vì bầu không khí trong lành mà bạn đang hít thở đặc biệt trong cộng đồng và đất nước của bạn nơi bạn đang hít thở bầu không khí mà nhiều người từ chối sau một buổi hòa nhạc giao hưởng tôi đã ứng tác một câu và muốn chia sẻ với các bạn chúng ta không thể nghe được tiếng hành tinh phát ra sức nóng chúng ta không thể nghe được âm thanh khi mặt trời mọc hay tiếng đất trời chuyển mùa và vì có đến hàng tỷ vật thể trên trái đất này không hề phát ra âm thanh nên âm nhạc đã ra đời tôi đã ứng tác thêm bạn không thể nghe được âm thanh của sự tuyệt vọng của sự chán nản và vì có đến hàng tỷ người trên trái đất đang mất dần hy vọng nên ai quê ra đời để mang đến niềm hy vọng cho họ tôi rất vinh dự được hợp tác với tất cả các bạn những người đang tạo ra môi trường thuận lợi hào hứng năng động trên khắp thế giới chúng ta cùng nhau phát triển vì sứ mệnh của chúng ta thật tuyệt vời